Xin kính chào quý vị. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 VTV. Bản tin hôm nay ngày 25 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau. Xâm hại về tình dục với trẻ em và những hậu quả nặng nề. Thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả từ mô hình thu gom người nghiện. Bảo hiểm nông nghiệp cần có sự liên kết giữa công và tư. Đồng Nai, hố tử thần gây nguy hiểm cho người đi đường. Mỹ, bóng ma khủng bố đè nặng lên những người tị nạn Syria. Mở đầu là những tin tức trong nước. Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp Bộ Công Thương và Ủy ban Kinh tế Á-Âu tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tại diễn đàn, đại diện hai bên đã đánh giá cao tình hình hợp tác kinh tế. Đặc biệt, Hiệp định FTA Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu-EEU được ký kết vào tháng 5 năm 2015 sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang các nước EEU, tăng khoảng 18-20% một năm. Mục tiêu đến năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai bên tăng lên từ 10-12 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tăng ở mức cao như hiện nay. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh như dệt may, nông thủy sản và công nghiệp chế biến. Việt Nam là đối tác châu Á đầu tiên ký FTA với Liên minh, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thâm nhập thị trường Liên minh sớm hơn các đối tác khác. Việc Việt Nam chính thức ký kết FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng mở ra cơ hội hợp tác kinh tế lớn giữa Việt Nam và Nga với định hướng chiến lược giai đoạn 2016-2020. Trong đó, phấn đấu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 10-12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hợp tác trọng điểm Việt-Nga về năng lượng, hạt nhân, dầu khí. Các doanh nghiệp cần thay đổi gì khi gia nhập AEC? Công tác nhân sự, công tác đào tạo sẽ làm gì trong việc nâng cao năng lực bán hàng và tiếp thị trong thời kỳ mới? Đó là những nội dung được thảo luận trong chương trình Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2015 đã diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hội nhập, không những nền kinh tế có sự chuyển biến mà ngay cả nguồn nhân lực Việt Nam cũng phải thay đổi không ngừng. Gia nhập AEC, nhân lực Việt sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những nhân tố mới đổ bộ vào thị trường lao động Việt Nam. Tại hội nghị lần này, hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, khách tham quan sẽ có dịp tương tác học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp, trực tiếp thảo luận và đưa ra những giải pháp và các khía cạnh trong kinh tế, chính sách, được tìm hiểu thêm thị trường trong khu vực châu Á và cách tính lương bổng phúc lợi để áp dụng vào thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đồng thời, từng cá nhân trong một tập thể phải nhận thức rõ mình là ai và đang đứng ở đâu trong cuộc đua kinh tế này để hoạch định phương thức làm việc phù hợp với sự phát triển của bản thân và cả tổ chức. Để bảo hiểm nông nghiệp được triển khai hiệu quả, cần có sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với công ty bảo hiểm tư nhân và người nông dân. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo liên kết công tư trong bảo hiểm nông nghiệp do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Từ năm 2011 đến năm 2013, ngành nông nghiệp triển khai thí điểm chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho 3 ngành hàng chính là lúa gạo, chăn nuôi, thủy sản tại một số tỉnh. Thế nhưng qua 3 năm thực hiện, lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp mới chủ yếu dừng lại ở những mô hình thí điểm. Do đó, từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 11 năm 2015, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha, Bộ Nông nghiệp tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công tư tại Việt Nam. Kết quả của dự án là hình thành được mô hình bảo hiểm đối với ngành hàng cà phê, đồng thời rút ra được kinh nghiệm quốc tế cho giai đoạn tiếp theo của chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Được biết, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh là những yếu tố khiến cho nông nghiệp Việt Nam luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bảo hiểm có thể coi là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường khả năng chống chọi của người nông dân trước những rủi ro thiên tai. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 33.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 93% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng trong số đó, chỉ có 3,3% doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ. Hàm lượng công nghệ trong sản xuất chế biến của Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nước khu vực và trên thế giới. Vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài và nhiều rủi ro, khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn, lãi suất thấp,
khiến các doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào công nghệ trong nông nghiệp. Trên thực tế, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn do trình độ nông dân không đồng đều, dẫn đến việc chuyển giao kỹ thuật gặp khó khăn. Ngoài ra, phần lớn nông dân đều thiếu vốn trong đầu tư sản xuất, khó tiếp cận các nguồn đầu tư tài chính cho việc đổi mới ứng dụng khoa học kỹ thuật. Do đó, các chính sách bảo hiểm đầu tư trong nông nghiệp cần được đẩy mạnh đầu tư nhằm tạo sự an tâm và giảm rủi ro cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu, đặc biệt là đối với các loại cây xuất khẩu có thị trường tiêu thụ ổn định và lâu dài. Việc tiết giảm năng lượng sử dụng thông qua các hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, cải thiện quy trình giám sát, quản lý là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các tổ chức, chuyên gia đã đưa ra những điều kiện, giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp về nhiều mặt như kỹ thuật, quảng bá thương hiệu, kiểm toán năng lượng hoặc đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trung và dài hạn, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, góp phần phát triển bền vững. Bên cạnh việc hỗ trợ 100% chi phí kiểm toán năng lượng, các nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp cũng được Bộ Công Thương ưu tiên xem xét trong gói hỗ trợ của chương trình. Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, sau 5 tháng từ khi luật doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, đã có khoảng hơn 40.800 số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn đăng ký thành lập mới cũng tăng 34%. Riêng tháng 7 năm 2015, có 7.000 doanh nghiệp thành lập mới, tháng 8 là hơn 9.300, tháng 9 là 9.311, tháng 10 là 9.195 và tháng 11 là 8.400 doanh nghiệp mới thành lập. Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới gia tăng nhanh chóng, số doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng sản xuất, tăng vốn kinh doanh cũng tăng nhanh, cho thấy tín hiệu đáng mừng của các doanh nghiệp đầu tư vào cơ hội kinh doanh trong tương lai. Kính thưa quý vị, đã gần một năm kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết 77 về việc thu gom và buộc đi cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã sạch bóng người nghiện lang thang. Tiếp tục phát huy thành quả này, năm 2016, thành phố sẽ kiến nghị với Quốc hội để tiếp tục thực hiện đề án. Cơ sở xã hội Nhị Xuân một ngày bình thường. Nhìn cảnh thanh vắng này, khó mà hình dung được. Vào giờ này năm ngoái, cơ sở này bị quá tải do không thể đưa người nghiện đi cai nghiện. Nay khi các khó khăn được tháo gỡ, hầu hết người nghiện đã đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Những trường hợp mà theo cái quy trình và theo cái chuyên môn y tế người ta xác định nghiện, thì tất cả những trường hợp đó đều được là các cơ quan chuyên ngành người ta họp và tòa án ra quyết định là họp ra quyết định là đưa đi cai nghiện ở các trường bắt buộc. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sau 9 tháng thực hiện nghị quyết 77, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã đưa hơn 3.500 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Người nghiện lang thang ngoài xã hội không còn, an ninh trật tự được lập lại. Thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn 400 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm ngoái. Cảnh tượng người nghiện lang thang đe dọa người vui chơi trong các công viên nay đã là quá khứ. Tình hình người nghiện ma túy công khai hút chích ở các cái tụ điểm tuyến đường ở trên địa bàn thành phố thì đến thời điểm này thì là cơ bản không còn. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố là phải nói đã kéo giảm hết sức là lớn. Theo lộ trình, đến hết năm 2015, nghị quyết 77 về việc thu gom và buộc đi cai với người nghiện đối với người không có nơi cư trú ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết hiệu lực. Do đó, việc kiến nghị Quốc hội tiếp tục cho thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề án này trong năm 2016 là điều mà thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái tờ trình kiến nghị với lại Quốc hội là Quốc hội tiếp tục cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái việc tổ chức để đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội. Vấn đề pháp lý và xác định nơi cư trú của người nghiện là hai vấn đề mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện trong năm 2016. Con số 60% người nghiện lang thang tại thành phố Hồ Chí Minh đến từ các tỉnh thành khác cũng sẽ được thành phố phối hợp xử lý ngay từ đầu.
được đưa đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện có cơ hội từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời. Và đó là biểu hiện thực tế nhất, hiệu quả nhất của công tác cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Một công việc ổn định, một gia đình đầm ấm, an vui. Những tưởng những điều này chỉ là giấc mơ đối với một người có quá khứ nghiện ngập. Thế nhưng, nó lại là câu chuyện có thật của một người từng lầm lạc. Nói chung cũng 5 lần, 7 lượt, chứ nó không có suôn sẻ hết. Nhưng mà chỉ có lần cuối cùng là lúc mà em nói anh thì vô tình em gặp được là hai người thầy đó. Thì nói chung là em ngộ nhận được rất là nhiều điều trong cuộc sống. Đó rồi, thì hồi trước đó thì ủy ban đồ nói chung là cũng hỗ trợ cho em đi cai rất là nhiều. Năm 2012, chị Bình được địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau một năm gian khó, chị đã từ bỏ được ma túy, về lại địa phương quyết tâm làm lại cuộc đời. Cai nghiện thành công, chị như được sống thêm một lần nữa. Không chỉ có công ăn việc làm ổn định, chị còn tham gia tư vấn cho những người nghiện khác tại nơi mà trước đây đã cho chị cơ hội làm lại cuộc đời. Tổ ấm nhỏ hạnh phúc, người thân tin tưởng, tiếng cười giòn tan cứ thế vang lên trong gia đình chị. Cái cuộc sống mình nó thay đổi giống như là hai mặt với nhau vậy. Hồi trước mình nghiện là một mặt, rồi bây giờ mình sống trong sạch thì tất cả những cái điều tốt đẹp nhất mình cảm nhận được hết. Chứ hồi xưa những cái điều đó là hoàn toàn không cảm nhận được. Tiếp nối đó là gia đình, cha mẹ đồ vui vẻ rồi, anh em trong nhà hòa đồng, không còn nghi ngại lẫn nhau như ngày xưa nữa. Cai nghiện được đã khó, thế nhưng giữ mình khỏi tái nghiện lại khó hơn trăm vạn lần. Và với chị Bình, dù cuộc sống hồi sinh, thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cảm giác cô đơn, một phút yếu lòng giữa cuộc đời có thể khiến chị sụp đổ và quay lại con đường cũ. Những lúc em suy nghĩ đến cái việc là em sẽ sử dụng lại để quên đi những cái gì mà buồn bã cuộc sống mình đang gặp phải. Hiểu rồi, em sẽ một là em đi tìm tới những người bạn đó để em chia sẻ ra, hai là em sẽ cầm cái điện thoại lên để em gọi, hoặc là có thể là em nói chuyện với người gần nhất của em, đó là mẹ, là cái người trong nhà, cái người luôn luôn thấu hiểu mình và luôn luôn ở bên cạnh động viên mình. Hiện nay phường 13 quận 6 chúng tôi thì có 14 em sau cai, thì với công tác chăm lo và quản lý thì chúng tôi cũng mạnh dạn giới thiệu học nghề, rồi vay vốn để các em tự tạo việc làm. Thì phải nói rằng là các em về thì hòa nhập vào cộng đồng rất là tốt. Chị Bình chỉ là một trong nhiều nhân vật phản ánh hiệu quả của công tác thu gom đưa người nghiện đi cai tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau nụ cười này là biết bao nước mắt của chị và mồ hôi từ sự nỗ lực của người thân và chính quyền. Kết nối thế hệ, chắp cánh tương lai, đó là chủ đề của chương trình Ngày Hữu nghị Quốc tế năm 2015. Mục đích của chương trình nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Ngày Hữu nghị Quốc tế năm 2015 là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết nối văn hóa, giáo dục, âm nhạc, thể thao, ẩm thực, tạo ra sân chơi bổ ích, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước tham gia. Với nhiều hoạt động phong phú, đây không chỉ đơn thuần là một ngày hội mà còn là một chương trình mang tính nhân văn nhằm tập hợp lại các đội ngũ tri thức, các cựu sinh viên đã du học ở nước ngoài nhiều thế hệ, cùng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm trí tuệ và sáng kiến cho quá trình hội nhập của thành phố. Ngày Hữu nghị Quốc tế năm 2015 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 tháng 12 tới đây tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phiên họp toàn thể diễn đàn Quốc hội trẻ Việt Nam 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay với sự tham gia của 300 sinh viên đến từ 4 trường đại học: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương. Dự án Quốc hội trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức và tạo cơ hội để thế hệ trẻ nêu lên ý kiến, đề xuất về các vấn đề được thế hệ trẻ quan tâm và có liên quan mật thiết tới thế hệ trẻ hiện nay, đồng thời giúp các bạn trẻ tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội và giao lưu trao đổi với nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 8 của Quốc hội Việt Nam. Qua diễn đàn, các sinh viên đã đề xuất giải pháp mang tính chất sáng tạo và thực tế. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng là các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong các chương trình có liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ thực tế. Dự án được kỳ vọng sẽ có sức lan tỏa để trở thành một diễn đàn được đông đảo các bạn trẻ biết đến, từ đó giúp giới trẻ hiểu biết về Quốc hội và hoạt động của Quốc hội Việt Nam.
45 năm hành trình xuyên qua, vẻ đẹp tiềm ẩn của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tên của cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên dành cho các bạn sinh viên cả nước, do quỹ xuyên qua tổ chức. Qua ống kính của các bạn sinh viên, những vẻ đẹp ẩn giấu của thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện lên một cách khác lạ. Cuộc thi đã thu hút hơn 600 bức ảnh của gần 300 sinh viên đến từ 102 trường đại học trong cả nước. 45 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Qua lăng kính của các bạn trẻ, hình ảnh Việt Nam trở nên độc đáo hơn qua cuộc sống thường nhật và rất đỗi bình dị của người dân địa phương trên từng con phố, với những ngóc ngách ẩn mình dưới vẻ ngoài ồn ào, náo nhiệt. Vượt qua rất nhiều bức ảnh đẹp, tác phẩm mang tên Hòa nhập của sinh viên Thái Tôn Hạo đến từ Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành được giải nhất. Ngày 20 tháng 12 sắp tới, triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Ulis Jonathan K.S. Joy, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Triển lãm và lễ kỷ niệm lần này còn ghi nhận và đánh dấu sự thành công trên chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế Việt Nam suốt 45 năm qua của tập đoàn Senwa. Sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ sập cần cẩu tại cảng Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm qua, trong lúc dỡ hàng trên tàu Fortune Navigator của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco, thì tay cẩu với trọng tải hàng trăm tấn từ xe cẩu của cảng Tân Thuận bất ngờ gãy đổ đè lên mạn tàu. Thời điểm này, nhiều công nhân đang có mặt đã bị mắc kẹt phía dưới. Lực lượng cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt giải cứu, đưa người bị mắc kẹt ra ngoài. Nhiều xe cứu thương sau đó được điều đến đưa các nạn nhân được cứu sống đi cấp cứu. Phải đến 4 giờ sáng nay, thi thể của ông Nguyễn Đăng Sơn sinh năm 1967, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mới được đưa ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ, tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines, Malaysia, tình trạng khí hậu nóng ấm sẽ kéo dài đến cuối năm do nằm trong vùng chịu tác động bởi El Nino, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết cao hơn so với các năm trước. Tại Việt Nam, cao điểm của dịch sốt xuất huyết là vào mùa mưa. Hiện tượng El Nino mạnh nhất trong lịch sử vào lúc này tạo điều kiện cho muỗi gây bệnh phát triển mạnh, kéo dài tuổi thọ, dễ gây bệnh cho con người. Bộ Y tế cho biết, hiện nay tình hình sốt xuất huyết tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Số ca mắc bệnh gia tăng ở hầu hết các tỉnh, thành. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 54.000 ca mắc sốt xuất huyết, ít nhất 34 người đã tử vong. Thưa quý vị, chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái là chủ đề của Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11 năm nay. Trên thực tế, xâm hại về tình dục với phụ nữ, đặc biệt là với trẻ em, đã gây nên những hậu quả rất nặng nề và sang chấn về mặt tinh thần. Một năm trước, bé gái 9 tuổi này đã bị người em trai họ 15 tuổi dọa dẫm rồi sau đó xâm hại tình dục. Bị xâm hại đến lần thứ ba thì vụ việc mới được phát hiện. Gia đình bé quyết định tố cáo và đối tượng đã bị công an xử lý. Thì mình phải xót xa, con mình mà không xót xa sao được. Đâu có ai đâu chăm sóc, đâu có con, có mẹ nó, lâu lâu chăm sóc lặng vậy. Mặc dù vụ việc đã xảy ra hơn một năm, song có lẽ phải rất lâu nữa bé gái này mới có thể vơi bớt nỗi ám ảnh. Đây không phải là trường hợp duy nhất bị xâm hại tình dục tại địa phương này. Trước đó, một bé gái 6 tuổi đã bị dâm ô bởi 9 người làm công trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể truy tố, xét xử được bởi không có chứng cứ rõ ràng. Những đứa trẻ này mặc cảm khóc lóc rồi sau đó hiện được động viên của chính quyền địa phương cũng thăm hỏi rồi nhắc nhở nói với gia đình thì kia động viên đứa trẻ thì hiện nay đứa trẻ nó hòa đồng lại. Mỗi năm trên cả nước có hàng ngàn vụ xâm hại tình dục xảy ra đối với phụ nữ. Trong đó,
số trẻ em gái bị hiếp dâm lên đến 65%. Nhiều trường hợp không được xử lý vì 87% nạn nhân bị xâm hại không tìm đến sự giúp đỡ do thiếu các dịch vụ có sẵn hoặc sợ hãi không dám lên tiếng vì lo sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử và bị quấy rối. Những phụ nữ, trẻ em gặp phải tình trạng bạo hành, bị xâm phạm, hãy dũng cảm nói lên điều đó, hoặc gia đình em hãy lên tiếng. Người phụ nữ là nạn nhân của tình trạng bạo hành, không có lý do nào lại khiến họ phải chịu đựng cái nhìn dè bỉu của xã hội, khi mà những kẻ phạm tội lại nhẫn nhơ đứng nhìn. Ám ảnh, thậm chí sang chấn tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe là hậu quả mà phụ nữ và trẻ em gái phải chịu đựng khi bị xâm hại tình dục. Bạo lực đã khiến cho hàng triệu phụ nữ và trẻ em mất đi khả năng và các cơ hội đóng góp vào sự tiến bộ kinh tế và xã hội của đất nước. Bởi vậy, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là nam giới. Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức quốc tế. Để hỗ trợ theo dõi và kiểm soát dòng người nhập cư, chính quyền Pháp sẽ sớm áp dụng người máy vào thay thế vị trí của giao dịch viên tại các sân bay. Đây là hệ thống giao dịch tự động được công ty hệ thống điện Thales của Pháp phát triển. Hành khách chỉ cần quẹt hộ chiếu vào chiếc máy tự động để xác thực thông tin. Sau đó, dùng thẻ tín dụng để thanh toán và in vé, thay vì xếp hàng mua vé hay check-in từ các nhân viên sân bay. Hệ thống còn được trang bị camera có khả năng nhận diện khuôn mặt hành khách. Thiết bị sẽ nhận diện thông qua tròng đen của mắt và thu thập dữ liệu hành khách đi lại từ các đặc điểm sinh trắc học. Ngoài ra, hệ thống còn có thể nhận diện được những hành động bất thường từ hành khách và ngay lập tức thông báo cho nhân viên an ninh. Được biết, chỉ cần một nhân viên để có thể theo dõi và kiểm soát hoạt động của 5 chiếc máy này. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA vừa tiết lộ dự án chế tạo robot có hình dáng giống người để thực hiện những nhiệm vụ thay con người trong công cuộc thám hiểm sao Hỏa. Sau 5 tháng tìm kiếm đối tác, NASA đã quyết định chọn hai nhóm nghiên cứu phát triển từ Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Northeastern để hợp tác phát triển mẫu robot R5 Valkyrie. Mỗi nhóm sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ là $250,000 mỗi năm. Được biết, robot này sẽ cao 1m9, nặng 125kg và được lắp đặt hệ thống mô đun đàn hồi đặc biệt để có thể thực hiện mọi thao tác phản xạ linh hoạt và ngay lập tức giống như con người. Một con tàu mang tên Lightning Seaway đã va chạm và mắc cạn gần khu vực Kintuan phía tây Scotland khi đang trên đường đến Na Uy. Cú va chạm vào bờ biển nhiều đá mấp mô ở tốc độ cao khiến tàu Lightning Seaway bị hư hại nặng ở cả phần vỏ và các thùng chứa nhiên liệu. Nguyên nhân được xác định là do lái tàu đã ngủ gật sau khi uống gần hết một chai rượu rum tại cabin. Cuộc kiểm tra sau đó cho thấy nồng độ cồn của viên thủy thủ là 2,71mg trên 1ml, cao gấp 8 lần mức tối đa hàng hải Anh cho phép. Do thời tiết xấu nên công tác cứu hộ tàu gặp nhiều khó khăn, ước tính khoảng 25 tấn dầu đã rò rỉ ra biển. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát trên một chiếc xe buýt chở cận vệ của Tổng thống Tunisia SFC vừa xảy ra ngay giữa thủ đô Tunis. Xe cứu thương ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường, đưa những nạn nhân bị thương đến bệnh viện điều trị. Được biết, xe buýt phát nổ khi đang trên đường tới dinh tổng thống ở ngoại ô thủ đô. Theo nguồn tin từ phủ tổng thống, đối tượng đánh bom tự sát đã kích hoạt đai chất nổ ngay bên trong xe buýt. Sau vụ việc, tổng thống Tunisia SFC đã tạm hoãn chuyến công du châu Âu và tuyên bố thủ đô Tunis được đặt trong tình trạng giới nghiêm cho tới 5 giờ ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Cuộc xung đột tại Syria đã khiến cho hàng trăm ngàn người dân nước này phải rời bỏ quê hương, đi lánh nạn ở một quốc gia khác. Nhiều quốc gia đã mở cửa tiếp nhận họ, thế nhưng giờ đây, mọi thứ có thể thay đổi khi mà những vụ khủng bố liên tiếp đang làm dấy lên những lo ngại về an ninh ở chính các quốc gia này. Có lẽ chưa bao giờ gia đình anh Anrife lại nghĩ sẽ có lúc họ gọi một nơi nào khác ngoài Syria là nhà. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một quả tên lửa đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của họ ở Homs, Syria. Một quả tên lửa phá hủy hoàn toàn tòa nhà mà chúng tôi đang ở.
chúng tôi may mắn thoát chết, nhưng có nhiều người không may mắn như vậy. Đó là lúc chúng tôi quyết định phải ra đi. Gia đình của Arife đã phải trải qua hơn 13 tháng tại một trại tị nạn ở Jordan trước khi được đến Mỹ thông qua chương trình tiếp nhận người tị nạn của Liên Hợp Quốc. Và họ cảm thấy rất may mắn khi mình đã đến được nơi đây. Tuy nhiên, giờ đây, mọi thứ đang trở nên khác đi sau vụ tấn công khủng bố tại Paris. Nhiều người Mỹ cảm thấy lo sợ và bắt đầu phản đối việc quốc gia này tiếp nhận thêm những người nhập cư từ Syria. Tôi rất buồn khi mà chúng tôi bị đánh đồng với những kẻ khủng bố đó. Chúng đã làm hoen ố hình ảnh của đạo Hồi và cả bản thân những người Hồi giáo. Chúng tôi không giống chúng. Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ chương trình tiếp nhận 10.000 người nhập cư Syria mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra trước đó. Điều này gần như đã khép lại hy vọng được vào nước Mỹ đối với nhiều người di cư Syria. Tuy nhiên, Arife cũng như nhiều người khác vẫn tin tưởng rằng rồi sẽ có lúc chính phủ và người dân Mỹ sẽ nhận ra anh và những người Syria khác tới nước Mỹ là để tìm thấy sự bình yên, tránh xa chiến tranh và đau thương chết chóc nơi quê nhà, chứ không phải là những kẻ khủng bố máu lạnh. Thông qua số điện thoại đường dây nóng 1900-1771, bản tin tối nay 8 giờ vừa nhận được phản ánh của người dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về một hố lớn bất ngờ xuất hiện trên địa bàn sau cơn mưa lớn vào tối qua. Sâu 2 mét, dài gần 5 mét, rộng 3 mét, chiếm 1/3 chiều rộng của đường đi. Hố tử thần này vừa xuất hiện trên đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhiều người tham gia giao thông đã một phen hốt hoảng khi lưu thông qua đây vì có thể lao xuống hố bất kỳ lúc nào. Điều đặc biệt là bên dưới hố khoét hàm ếch rất rộng, có nhiều đất đá bị trôi, hai trụ điện hai bên hố bị trơ gốc, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nguy cơ xảy ra tai nạn và thương vong rất cao. Để tránh gây nguy hiểm, người dân địa phương đã dùng một số đồ dùng vật dụng như ghế nhựa, thùng cạc tông đặt phía trước hai đầu của hố để cảnh báo. Lực lượng chức năng cũng đã rào chắn hai bên, thế nhưng người dân vẫn không tránh khỏi những nỗi lo. Theo thông tin từ người dân, đoạn đường này đã hai lần xuất hiện hố kiểu này. Tuy nhiên, đây là lần xuất hiện hố lớn và sâu nhất từ trước tới nay. Bản tin tối nay 8 giờ đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa sớm giải quyết, khắc phục sự cố trên để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Đến đây bản tin cũng xin được phép khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.